Xin chào quý vị và các bạn. Cách đây khoảng một vài tháng thì tôi có làm một video và nói đến việc là mua xe trước năm 2018 bởi cái mức giá nó đã xuống đáy rồi. Và ngày hôm nay, năm 2018, xe giá cũng đã tăng một chút. Và đặc biệt, ngày hôm nay Honda đã công bố giá chiếc xe CR-V đời mới 0,1,1 tỷ như các bạn mong đợi đâu. Nó đã tăng, vâng, rất tiếc nó đã tăng. Chắc hẳn rất nhiều người đã bất ngờ về thông tin này. Tôi cũng bất ngờ, tôi cũng có một chút thất vọng. Và ngay bây giờ thì tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy vào trong đại lý của Honda để tìm hiểu, gặp những người liên quan, người mua xe, gặp cả những người đại diện của Honda để tìm hiểu xem tại sao họ lại tăng giá như vậy, trong khi nếu như đúng ra thì thuế nhập khẩu sẽ trở về 0% và tôi kỳ vọng mức giá nó còn dưới 1 tỷ một cơ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Được giới thiệu tới khách hàng Việt vào giữa tháng 11 năm 2017, Honda CR-V thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới phiên bản 7 chỗ với thiết kế đẹp mắt và tiện nghi, có thể coi là nhất nhì phân khúc. Mức giá được Honda tạm tính vào thời điểm ra mắt khá dễ chịu, chỉ vào khoảng dưới 1,1 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất, phiên bản L. Và cũng chính nhờ mức giá dễ chịu này mà CR-V 2018 đã nhận được con số đơn đặt hàng khủng lên đến hơn 2.000 chiếc. Nhưng niềm vui chờ đợi đến ngày được rước chiếc xế yêu chưa được bao lâu, thì vào ngày 9 tháng 1, Honda Việt Nam đã công bố mức giá chính thức cao hơn dự kiến hơn 100 triệu đồng. Xin chào ông, ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được một cái thông tin là chiếc xe Honda CR-V đang rất hot, không còn mức giá 1,1 tỷ nữa mà nó đã tăng. Rất nhiều người tiêu dùng thực sự là bất ngờ, vậy ông có thể giải thích cho chúng tôi vì sao Honda lại tăng giá chiếc CR-V như vậy? Như các anh cũng đã biết là Honda Việt Nam đã công bố giá xe CR-V mới và có tăng so với dự kiến ban đầu. Nguyên nhân là do Nghị định 116 đã được ban hành và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhưng chưa có cái thông tư hướng dẫn. Và cho đến nay thì tất cả các hãng xe cũng chưa có hãng nào có thể nhập khẩu để đáp ứng được cái điều kiện của Nghị định 116. Bên cạnh đó thì nhu cầu của khách hàng muốn mua xe trong tháng 1 để đi trước Tết âm lịch là rất lớn. Và để đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng đó thì Honda Việt Nam đã quyết định nhập một lô xe giới hạn CR-V với mức thuế của năm 2017. Và chính vì vậy mà giá của chiếc xe nó đã tăng như vậy. Vậy ông có thể cho chúng tôi biết là đến khi nào thì người tiêu dùng có thể sử dụng một chiếc xe với mức thuế nhập khẩu về 0%? Hiện tại thì các cơ quan của nhà nước cũng chưa có cái thông tư hướng dẫn cụ thể cho Nghị định 116. Chính vì vậy mà chúng tôi hiện tại cũng chưa có được cái thông tin chính xác về cái thời điểm chúng tôi có thể nhập xe đáp ứng được cái Nghị định 116 này. Đứng ở khía cạnh của người tiêu dùng thì chúng tôi thấy rằng là cũng có một số khách hàng tỏ ra là tiếc nuối với giá xe như vậy. Song hầu hết là các khách hàng thì họ đã hiểu và thông cảm cho Honda Việt Nam cũng như là các cái hãng xe nói chung, và họ vẫn chấp nhận cái mức giá như vậy. Hầu hết các khách hàng vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng của mình. Vâng, xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là vợ chồng anh Tân, người đã vừa ký hợp đồng mua chiếc Honda CR-V đời mới. Và xin chào anh. Cảm ơn anh đã nhận lời lên hình. Và sau khi biết được mức giá là ngày hôm nay đã chính thức tăng khoảng 100 triệu đồng cho chiếc CR-V anh vừa mua, anh cảm nhận như thế nào? Thực ra tôi cảm nhận về cái xe này thì tôi trước tháng này thì tôi đã tìm hiểu xe. Và cái nghị định vừa rồi là 116, nếu như được thông qua thì chúng tôi mua xe là chúng tôi được lợi, người dân được lợi. Thế nhưng thực ra là nó chưa thông được qua. Cho nên rằng cái giá xe so với cái dự định ban đầu ấy là nếu như thông qua thì nó sẽ giảm được khoảng độ 100 triệu, hơn 100 triệu một tí. Nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định mua vì chúng tôi không có cái gì là phải coi là tính toán nhiều đến cái số tiền này. Vì cái xe, cái mẫu xe và cái giá xe là tôi cảm thấy nó so với gia đình là nó cũng hợp lý, không có cái gì phải lăn tăn, nên tôi quyết định mua cái xe này cho gia đình. Vâng, cũng có một số người cảm thấy là rất là bất ngờ khi mà cái mức giá nó lại không như kỳ vọng. Thế thì anh có cảm thấy thất vọng lắm không, và nếu như mà cho anh chọn lại thì liệu anh có chọn CR-V không và vì sao? Thực sự ra là tôi cũng không chọn lại vì rằng tôi đã xem và tham khảo rồi. CR-V cái thứ nhất là nó tiện ích, nó là cái xe đời mới nhất và cái phiên bản mới nhất, máy mới nhất,
turbo và coi như thế là cái công suất của nó là rất là tốt, mà xăng dầu thì ăn cũng bằng những cái coi là ví dụ 1.5 nhưng mà nó sẽ bằng cái 2.5 chẳng hạn. Thế tôi quyết định là lấy cái xe này, nó vừa là cái xăng dầu nó tiêu thụ này, vừa cái công suất máy của nó là rất là tốt cho coi như là đi trên đường. Cho nên tôi vẫn quyết định mua cái xe này chứ không lựa chọn xe khác, vì cái này nó mẫu mã nó đẹp và nó tiện ích cho gia đình. Có rất nhiều chiếc xe cũng cùng phân khúc với xe này nhưng mà được lắp ráp với mức giá có thể nói là hợp lý hơn. Vậy thì tại sao anh vẫn chọn chiếc CR-V và phải chăng là xe nhập khẩu với xe lắp ráp anh có phân vân giữa hai cái đó không? Anh có cân nhắc giữa hai cái đó không? Thực ra là về xe nhập khẩu và xe lắp trong nước tôi cũng đã tìm hiểu nhiều. Vì rằng cái xe nhập khẩu nguyên chiếc thì cái thứ nhất là những cái khi mà nhập khẩu vào Việt Nam mình ấy, thì là thuế má rồi các thứ là nó đội lên rất cao. Nhưng được cái là cái chất lượng nó là tôi thấy là cái chất lượng nó sẽ cao hơn và tốt hơn những cái xe nội địa. Vậy là anh thích xe nhập khẩu hơn? Tôi sẽ thích xe nhập khẩu. Vâng. Vâng, cảm ơn anh vì buổi trò chuyện rất là chân thành. Liên quan đến Nghị định 116 quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô, trong đó đặt ra một số điều kiện mới buộc các doanh nghiệp phải đáp ứng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ vẫn chưa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện. Vì vậy, Honda Việt Nam vẫn chưa thể nhập khẩu xe CR-V mới về với mức thuế nhập khẩu 0% để có mức giá bán lẻ đề xuất như mong đợi. Tuy nhiên, Honda Việt Nam đã quyết định nhập khẩu trước thời điểm tháng 1 năm 2018 một số lượng hạn chế là 750 xe CR-V để thỏa mãn sự mong đợi sở hữu của khách. Mặc dù lô xe CR-V nhập về lần này vẫn phải chịu mức thuế suất nhập khẩu dành cho xe nguyên chiếc là 30%, nhưng Honda Việt Nam đã nỗ lực để đưa ra mức giá bán lẻ đề xuất phù hợp cho người tiêu dùng. Cụ thể, phiên bản L có giá bán 1 tỷ 256 triệu đồng và phiên bản E có mức giá bán lẻ là 1 tỷ 136 triệu đồng. Thời gian chính thức phân phối xe cho khách hàng từ ngày 16 tháng 1 năm 2018 thông qua các nhà phân phối Honda ô tô trên toàn quốc.